Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình nha. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về cái cây là dưa gang nha các bạn. Và cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình cho các bạn cùng biết ha, về cái cách trồng dưa gang như thế nào nha các bạn. Thì ở đây mình đang quay cho các bạn xem những cây dưa gang này các bạn. Và nó có những cái trái con này các bạn. Thì trồng dưa gang này thì nói chung thì nó cũng là, nó khó thì nó cũng không khó các bạn, và nó dễ thì nó không có dễ. Thì ở đây thì muốn trồng các bạn thì các bạn là nên chọn cái dùng là đất ruộng nha các bạn. Nói chung là đất thịt thì các bạn trồng thì nó sẽ dễ hơn nha các bạn ha. Mà các bạn mà muốn đạt năng suất trên cái cây dưa gang này các bạn, thì ở đây mình chỉ cho các bạn một cái mẹo nè các bạn. Thì các bạn nên trồng lại sau khi mà các bạn trồng cái cây dưa hấu nha các bạn. Có nghĩa là bạn trồng dưa hấu xong á, rồi các bạn trồng lại cái cây dưa gang á, thì cái cây dưa gang á bạn sẽ rất chi là tốn cái phần là phân nha các bạn. Nói chung là hầu như là bạn không có tốn nhiều về cái phân mà các bạn mà vô phân cho nó nha. Vì khi mà bạn trồng cây dưa hấu á, lại á, thì cây dưa hấu xong các bạn thì cái lượng phân ở trong cây dưa hấu nó vẫn còn các bạn, và bạn trồng lại thì nó rất là ok. Thì ở đây nào các bạn, mình dạch cho các bạn xem những cái bông của cây dưa gang nha các bạn. Và ở đây mình cũng đã ngắt đọt cây dưa gang nha các bạn ha. Thì cái cây dưa gang á, thì bạn đo nó khoảng là 1 mét ha, là nó khoảng đâu là 8 lá các bạn, là các bạn ngắt đọt là được nha các bạn. Và khi mà các bạn ngắt đọt như vậy á, thì cái bông cái á, thì nó sẽ ra nhiều hơn là cái bông đực nha các bạn. Thường á, từ khi mà các bạn trồng á, mà nó lên khoảng 1 mét á, thì thường là nó ra toàn là bông đực không các bạn. Và sau khi mà các bạn ngắt đọt á, thì nó sẽ là ra cái bông cái ha. Và cái cách nhận biết thì nó cũng rất là dễ các bạn. Cái bông đực á, thì nó chỉ có nụ thôi, còn cái bông cái á, thì ở sau nó sẽ có một cái trái nhỏ nha các bạn. Đó các bạn. Còn cái chi phí mà để trồng cái cây dưa gang này các bạn, là các bạn là cần phải là thuê công nữa các bạn, là lên clip lại các bạn, và các bạn là mua bạc nha các bạn, cái bạc các bạn kéo nha. Còn cái kích thước thì ở trong cái bạc thì nó đã có sẵn rồi. Còn đây là những trái dưa gang các bạn. Thì cây dưa gang này các bạn là trồng nếu mà đúng chuẩn của nó, là mà thu hoạch mà trồng mà để kinh doanh là khoảng là 2 tháng là đúng 60 ngày là chúng ta là thu hoạch nha các bạn. Còn mà để mà ăn được đó chính là khoảng là 2 tháng là 10 ngày nha các bạn, là 70 ngày các bạn là có thể là ăn được ha. Đó, đây những trái dưa gang các bạn nhìn rất là đã mọi người ha. Đó, để mình quay cho các bạn xem ha. Thì cây dưa gang này nếu mà mình thấy nó cũng ít bệnh các bạn, thường thường là nó chỉ bệnh giặt thôi các bạn. Còn ở đây là đi đường nước nè các bạn, và bạc này các bạn, đó các bạn thấy không, trong cái bạc này lúc nào cũng có nước các bạn, để mình tưới tiêu, mình đảm bảo cái lượng nước cho cây dưa gang nha các bạn. Thì cái giá dưa gang thì mình thấy nếu như là cái mùa nắng như bây giờ mình đang quay cho các bạn xem thì giá ok lắm các bạn, cũng khoảng là 10 mấy ngàn một ký các bạn. Còn nếu mà nó rẻ thì nó tầm là 3-4 ngàn là bạn, thường thường là mình thấy vậy nha các bạn. Nói chung mình cũng hên xui các bạn. Đây dưa gang nữa các bạn, dưa gang này mà người ta hay nhận chua các bạn, mà người ta bán ở ngoài chợ các bạn. Nói chung là dưa gang mà chưa có chín thì người ta dùng để nhận chua, còn dưa gang chín thì người ta dùng để là xuất khẩu nha các bạn. Đó các bạn, để mình quay cho bạn xem nào. Thì ở đây mình đang đi trong một cái mô hình là trồng dưa gang nha các bạn. Nói chung là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình thôi, chứ mình cũng không có giỏi, cũng không có chuyên về cái cây này nữa. Đây các bạn, nhưng mà mình thấy là mình phải là thường xuyên là mình canh nó, mình ngắt đọt nha. Nếu mà cây dưa gang mà nó mới lớn các bạn, thì các bạn cũng phải là ngắt đọt cho nó ra những cái bông cái nha các bạn. Thì ở đây mình đang ở ngoài đồng các bạn, thì nó cũng có gió các bạn. Thì các bạn nghe mà có tạp âm thì các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Thì cũng như là các bạn nào mà đang xem mô hình trồng cây dưa gang này của mình đang quay các bạn, thì các bạn thấy hay thì các bạn hãy like cũng như là subscribe kênh mình nha các bạn. Thì bên dưới có nút đăng ký đó, thì bạn bấm giùm mình đăng ký ha. Thì khi mà bạn đăng ký như vậy thì bạn sẽ nhận được những cái thông báo từ kênh của mình nha các bạn. Thì kênh của mình quay rất là nhiều loại cây nha các bạn ha. Đây các bạn, để quay lại, đây là những trái dưa gang nè các bạn, trái dưa gang non nè các bạn. Dưa gang non này ăn cũng rất là ngon các bạn, khi mà lấy mình xào á cũng rất là ngon. Ví dụ như mình thấy mà nó dư nhiều quá thì mình tỉa bớt các bạn. Đó, bạn thấy bông không, rất là nhiều bông luôn các bạn. Đó mọi người ha, ở đây mình đang quay ở cánh đồng này thì nó gần lộ nha các bạn. Thì nếu mà trồng ở gần lộ như thế này thì cũng tiện cho cái việc mà thu hoạch các bạn, có xe thì lại cân ký thì cũng dễ các bạn ha. Đó, ở đây bạn dọn mà đất ruộng nha các bạn, không có phải là đất hủng ha. Ở đây là
ở đây là chuẩn bị cái máy bơm là 24/24 luôn á, lỡ mà trời mưa các bạn là mình phải bơm nước ra liền các bạn, nói chung là phải có cái nguồn mà để mình bơm ra các bạn đó. Thường thường nếu mà các bạn lựa được cái vùng đất cao á, đất thịt mà cao á thì nó rất là tốt, tại vì khi mà trồng dưa gang mà bị mắc mưa các bạn mà tự động nó rút luôn à. Còn nếu mình trồng đất ruộng như thế này á thì các bạn phải chuẩn bị là máy bơm để bơm ra, nếu mà không bạn không bơm ra thì những cái trái này nó sẽ bị hư hết các bạn. Đây các bạn có thấy không, dưa gang nè nó ra rất là nhiều các bạn ha. Thì cái dưa gang này thì bệnh cũng chung là cũng ít các bạn, nói chung là dưới là mình xịt sâu là nhiều thôi. Phân thì ở đây mình đi phân là NPK nha các bạn, là nó đủ cái lượng đạm luôn rồi, nói chung là nó canh sẵn rồi. Ba cái phân NPK là nó canh sẵn, thường thường là các loại cây là đều dùng phân NPK là cái hiệu là 22-20-15 nha các bạn, là phân đầu trâu các bạn đó. Ở đây là mình quay cho các bạn xem là nguyên cánh đồng luôn nha, nhìn rất là ok các bạn ha. Để mình đi quay cho các bạn xem khoảng vài phút nữa là mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Hôm nay chủ yếu là quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng dưa gang thôi. Thì có bạn là cũng kêu mình là đi quay về cây dưa gang đi, thì hôm bởi vậy thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn. Thì sẵn các bạn có thể là giờ xem rồi các bạn có kinh nghiệm mà khi mà bạn trồng dưa gang ha. Thì ở đây mình cũng xin nhắc lại ha, thì bạn nào muốn trồng dưa gang mà ít tốn phân nhất mà đạt hiệu quả ok nhất đó là bạn trồng lại khi mà các bạn trồng cây dưa hấu nha. Có nghĩa là cây dưa hấu, tại vì mình phải xịt sâu nè, rồi xịt vô phân rất là nhiều các bạn. Khi mà bạn thu hoạch rồi á thì cái cây dưa gang này trồng lại thì nó không có tốn phân nhiều, đó là cái mẹo nhỏ khi mà mình trồng dưa gang các bạn. Và khi mà mình trồng vậy thì cái bạt cũ nó vẫn còn luôn các bạn, mình không có tốn chi phí nhiều luôn các bạn. Đây các bạn, đây là cái gốc của nó các bạn thấy không, nó thì rất là đã. Ở đây là bỏ tro trấu nha các bạn, và mình bỏ hộp ha. Ở đây giống là mình nên mua từ ở tiệm vật tư nông nghiệp á, rồi các bạn về ngâm cho mình qua nước ấm ha. Còn cái kích thước nè, ở đây mình cho bạn xem nè, nó chỉ là hơn một gang tay thôi. Và ở đây bạc thì nó đã canh sẵn rồi, cứ một góc vậy các bạn bỏ một hạt ha. Và đặc biệt là bạn nên bỏ cái hạt nó nằm ngang các bạn thì nó sẽ là lên hơn ha. Để mình lấy một cái dưa gang cho các bạn xem nè, nhìn chất lượng không các bạn đó. Thì nó khoảng là 2 tháng là nó có thu hoạch rồi các bạn. Đó thì video ngày hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cây dưa gang ha. Bạn nào chưa like thì hãy like cho mình nha các bạn. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Đó, để mình đứng dậy mình quay cho các bạn sơn cái nữa rồi mình kết thúc nha các bạn. Ở trong cái kênh của mình các bạn thì trong cái phần danh sách phát á, có nhiều cái cây trồng khác nhau á, thì các bạn có thể xem lại ha. Thì cũng có trồng nhiều loại dưa nữa các bạn có thể xem và tham khảo ha. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi mình mến chào tất cả các bạn và chúc các bạn được thành công ha. Đó, đây mình chỉ cho các bạn xem cái vàng dưa gang nè. Đó, rồi mình mến chào nha.